lễ Tết, thay vì mình giống như em út của mình là sao con học sao, học được không, thế này thế kia, thì mình sẽ được câu hỏi là mày lại đây, tại sao mày chưa có chồng? Sao giờ này người ta có con hết rồi mà mày chưa chịu lập gia đình nữa? Con gái tụi mình lỗ lắm nha mọi người. Mình đi học cũng như con trai, 22, 23 mới tốt nghiệp đại học. Cái đàn ông con trai là người ta sẽ đi làm. Trời ơi, mọi người sẽ nhìn thấy sau cái tuổi đó là cái tuổi có thể ăn chơi. Sau 30 thì đàn ông bắt đầu đỉnh đạt, bắt đầu tập trung cho sự nghiệp rồi có một chút mà gì đó. Con gái cũng 18 đi học, học xong cấp 3 cái 22, 25 gì đó tốt nghiệp. Vừa tốt nghiệp xong câu hỏi đầu tiên không phải là con làm cái gì rồi, con làm sao, công việc của con có vui không, mà câu hỏi nặng nề nhất mà chị em phụ nữ gặp phải là sao mày chưa có chồng? Ủa không lẽ bây giờ mình đi học xong mình chưa cống hiến gì hết, mình chưa có làm được cái gì hết, mình chưa khám phá gì hết, chỗ này có cái gì, chỗ kia có cái gì, rồi có cái chân trời nào đó mình chưa đặt chân tới, mình chưa làm được gì hết, lẽ gì mình chưa vô nhà mình có chồng? Thiệt luôn, không thể nào mà chấp nhận được. Phụ huynh nè, rồi cô dì chú bác, người lớn người nhỏ, nhất là gia đình nào mà đông người nha, trời ơi là cả một bầu trời áp lực. Tại sao mày chưa muốn có chồng mày? Rồi bắt đầu đặt vấn đề về giới tính, mình có chứng minh kiểu gì thì cũng không được, tại vì mọi người muốn mình có chồng, muốn mình có gia đình theo kiểu tư tưởng của mọi người là gái lớn là phải lấy chồng. Và lớn ở đây của họ là phải tầm 22, 23 là phải lấy chồng, học xong là phải lấy chồng. Còn có quan điểm nặng nề là con gái học nhiều làm cái gì, về chồng nó lo nữa. Rất áp lực mọi người. Mày Yến thấy là tầm cái tuổi mà sau khi ra trường thì không phải mình Yến đâu, ai cũng sẽ bị áp lực. Chừng nào có chồng, khi nào mày có chồng, mình sẽ nghe câu đó rất nhiều lần. Ban đầu tầm sau khi tốt nghiệp khoảng 1 năm, mình sẽ nghe vào dịp lễ Tết. Cái năm nữa mình sẽ nghe vào dịp lễ Tết giỗ quải. Cái lần nữa, năm nữa cái mình không nghe dịp lễ Tết giỗ quải không đâu. Mình nghe những lần người ta đi lướt ngang qua mình. Xong rồi mình không còn nghe từ gia đình, dòng họ, họ hàng nữa đâu. Mình nghe từ hàng xóm nữa kìa. Rồi hàng xóm không chưa đủ, đám bạn thân của mình, đám bạn bè xung quanh cùng lứa cùng tuổi nó lập gia đình hết. Cái câu hỏi lớn nhất mà mình gặp khi mỗi khi gặp tụi nó là ủa sao mày chưa có chồng? Cái câu hỏi nó xuất hiện mà phải gọi là đến khi mà gọi là hàng ngày luôn á. Lên trên mạng, ủa sao mày chưa có chồng nữa? Mày cũng lớn tuổi rồi đó. Chị ơi em có chồng có con luôn rồi nè, chị chưa có chồng nữa hả chị? Mọi người hỏi vậy, ý sẽ trả lời là không, tao ở vậy cho mọi người thèm chơi chứ cưới xin cái gì. Con còn nhỏ mà, trời ơi con đi học. Xong mọi người sẽ kiểu mày học xong rồi Yến, học tiếp. Trời ơi cuộc đời là một hành trình đi học. Nhưng mà một người hỏi, hai người hỏi thì mình còn sức để trả lời. Nhiều người hỏi quá và lúc nào cũng hỏi hết, thì mỗi lần như vậy mình cười sỏi lỡi rồi kiếm chuyện khác nói thôi. Vấn đề mà người ta nói một lần, hai lần, năm lần, bảy lần mình còn chấp nhận được. Người ta nói hoài là mình cảm thấy nặng nề và áp lực lắm. Nên thay vì mình bị cái áp lực đó nó lấn át cuộc sống của mình, nó làm mình thấy mình mệt đó, thì mình mặc kệ nó. Người ta hỏi sao chưa có chồng, dạ chưa có chồng. Thay vì mình phải chống chế, thay vì mình phải nặng đầu suy nghĩ bắt óc nghĩ coi là mình phải trả lời cái gì, thì hãy hùa theo họ. Sao mày chưa có chồng nữa Yến? Dạ con chưa có chồng. Mày ế hả? Còn con ế thiệt luôn, con không nghĩ là con có thể ế vậy luôn á. Sao mày không kiếm kiếm lại thằng nào đó đi? Con có kiếm mà nó không chịu kiếm con, nó không chịu con. Bây giờ con không biết phải làm sao, không mấy cô chú có ai làm ma cho con đi. Thật ra là xã hội người ta sẽ đặt vấn đề nhiều lắm, tại vì cái tư tưởng nó bị cũ á. Cho nên là những cái người mà đã lập gia đình rồi ở cái độ tuổi 22, 23 người ta sẽ nghĩ là 25, 27 và nhất là 30 mà vẫn chưa có gia đình á, thì làm sao mà có gia đình được. Anh hai của Yến chỉ mới có 29 thôi, nhưng anh hai Yến ngày ngày sẽ nói với Yến là lêu lêu 25 tuổi, vợ ta 24 tuổi đã chồng rồi, 25 tuổi còn chưa có chồng. Yến sẽ quay sang nói, ủa có gì đâu, bình thường mà, 30 có chồng còn được. Nhưng mà anh Yến thì sẽ nghĩ là 30 ai cưới mày nữa. 30 thì tất nhiên mình phải cưới chồng tầm 34, 35, mà 34, 35 thì người ta phải thành đạt rồi. Người ta thành đạt thì việc gì người ta phải lấy đứa 30 như mày. Hoặc là người ta thành đạt rồi, người ta kiếm đứa trẻ hơn, đẹp hơn, ngu gì với đứa già như mày. Nhưng thật ra đó là quan điểm của một số người thôi mọi người. Nó không phải là cuộc sống của mình và đó không phải là quan điểm của mình. Cho nên không có việc gì mình phải áp đặt cái đam quan điểm đó lên cuộc sống của mình hết. Ok, nếu người ta nói là bạn ế, ừ ế mà. Nhưng mà trong bản thân mình không cần nghĩ là mình ế, mình không có nghĩ mình ế là được rồi. Vốn dĩ mình không ế, mình chỉ độc thân thôi. Độc thân thôi là mình chưa tìm được người phù hợp dành cho cuộc đời mình, chứ không phải là không có ai đến cả. Và mình độc thân, mình tự tin vào bản thân của mình, mình thấy vui vì những thứ xảy ra, vui vì những điều mình làm, vui vì cuộc sống của mình có công việc, mình có đam mê, mình có thứ những thứ mới để trải nghiệm, những thứ mới để mình tìm hiểu và khám phá, đủ rồi. Có việc gì đâu mà phải vì người ta nói là mình ế thì mình phải cuống cuồng lên tìm cái này, cuống cuồng lên lo lắng cái kia, hay là cuống cuồng lên tìm câu trả lời, thay vì vậy thì cứ mặc kệ đó. Thank you.